chiều ngày 14 tháng 5 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm có buổi đối thoại với 21 hộ dân ở phường 5, thành phố Tân An về việc vận động bàn giao mặt bằng thi công công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua phường 5, thành phố Tân An. Công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Tân An có chiều dài 5.393m qua 3 phường, phường 2, phường 4 và phường 5. Trong đó, chiều dài đoạn qua phường 2 hơn 1.000m, phường 4 gần 2.200m và phường 5 cũng gần 2.200m. Tổng số trường hợp bị thiệt hại 829 trường hợp, trong đó có 775 hộ dân và 54 tổ chức. Có 796 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tính đến nay, phường 2 và phường 4 đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công công trình. Riêng đoạn qua phường 5 còn 21 hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công công trình, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Long An nói riêng, nhất là giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông trên con đường huyết mạch này. Vì vậy, bà con nên đồng thuận bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình, để công trình sớm hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.